Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 92. Sau khi trầm tư một lát, Lệ Hàn nói, Lệ tộc có ba lựa chọn, thứ nhất giúp đạo đế, đương nhiên đây là hạ sách cuối cùng, có thể bỏ qua luôn. Thứ hai, đánh cược một lần, khi đạo đế nhắm vào hắn, Lệ tộc chúng ta đứng ra giúp đỡ hắn, tất nhiên việc này rất mạo hiểm, bởi vì làm như vậy, không chỉ chống đối lại mấy đại tộc và đạo đế mà còn đối đầu với ác đạo minh, hệ quả này quá lớn. Lệ tộc ta chưa chắc có thể trở mình, khôi phục lại đỉnh cao, thậm chí là đi xa hơn. Nói đến đây, gã dừng một chút, sau đó nói, lựa chọn thứ ba, chính là đánh cược một ván nhỏ, lệ tộc án binh bất động, còn đi giúp hắn, lấy nhỏ làm lớn, mặc dù cho ơn nghĩa và phân lượng có thể không lớn, nhưng lại khá an toàn với cả lệ tộc ta. Lệ Lăng nhìn Lệ Hàn, còn muốn đánh cược lớn hay nhỏ? Lệ Hàn không nói gì. Gã chậm rãi bước đến cửa, gã nhìn bầu trời, một lúc sau gã nhắm mắt lại. Lúc này trong đầu gã hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Lửa thiên hành bị trấn áp. Thanh kiếm bí ẩn đó. Còn có tiểu tháp bí ẩn kia. Một lúc lâu sau, Lệ Hàn bỗng mở mắt ra, nếu cha không muốn đánh cược, vậy lệ tộc cứ giả vờ không biết, ngồi xem hổ đấu nhau, dù là thắng hay thua, dù sao lệ gia ta sẽ không thua. Còn nếu cha muốn đánh cược thì cược lớn, hướng toàn bộ bên phía Diệp Quân, lấy nhỏ làm lớn. Lệ Lăng khẽ nói, thật ra con đã có lựa chọn rồi, con nói với ta những điều này là muốn thuyết phục ta, đúng chứ? Lệ Hàn khẽ gật đầu. Lệ Lăng nhìn Lệ Hàn, con phải biết lần này là chuyện liên quan đến sống chết của lệ tộc. Lệ Hàn gật đầu, con biết, nhưng mà cha à, lệ gia chúng ta cần một cơ hội. Một cơ hội có thể thật sự thay đổi vận mệnh, trực giác nói cho con biết, đây chính là cơ hội của lệ tộc, nếu bỏ qua cơ hội này, lệ tộc sẽ không bao giờ quay lại thời kỳ đỉnh cao. Quay lại thời kỳ đỉnh cao. Mục tiêu cuối cùng đời này của Lệ Hàn là làm cho lệ tộc quay lại đỉnh cao, huy hoàng năm đó, mà sở dĩ gã gia nhập ác đạo minh cũng là vì thế. Trước kia gã nghĩ mình có thể dựa vào bản thân để làm mọi thứ, thế nhưng hiện thực lại rất tàn nhẫn. Bây giờ tài nguyên trong vũ trụ khan hiếm, lệ tộc không thể đạt đến nền văn minh cấp 5, cho dù liều mạng leo lên nhưng đến cuối họ lại nhận ra phía trước không có con đường dành cho lệ tộc, nền văn minh thiên hành nền văn minh cấp 5 duy nhất hiện nay lại không thể giúp lệ tộc. Trong tình huống này, lệ tộc có muốn quay lại đỉnh cao năm đó gần như là chuyện không thể. Lệ tộc cần có người kéo lên. Thật ra không chỉ là lệ tộc. Tất cả những người cố gắng và phấn đấu vì điều này trên thế gian đều cần có người kéo lên. Nhưng sao người ta có thể giúp ngươi không công được? Cơ hội phải do bản thân tạo ra. Lệ Lăng bỗng nói, U thống lĩnh. Ông ta vừa dứt lời, một hư ảnh bỗng bước ra từ trong bóng tối ở góc tường cách đó không xa. Lệ Lăng nói, bắt đầu từ giờ, ngươi và người của ngươi nghe theo lời cậu chủ dặn dò, không được làm trái lệnh. U thống lĩnh hơi cúi người xuống. Lệ Lăng nhìn Lệ Hàn, cha tin tưởng lựa chọn của con. Lệ Hàn trầm giọng nói, cha, con còn cần. Lệ Lăng bỗng xòe tay ra, một viên ngọc bội xuất hiện trong tay ông ta đưa ngọc bội cho Lệ Hàn. Nhìn ngọc bội trong tay, Lệ Hàn lại không nhận ngay vì gã biết đây có nghĩa là gì. Lệ Lăng cười nói, cứ việc buông tay đi làm. Lệ Hàn nhận lấy ngọc bội. Sau đó nói, cha, con không nắm chắc phần thắng. Lệ Lăng cười nói, nếu nắm chắc phần thắng, sao có thể đến lượt lệ tộc ta? Năm đó sở dĩ tiên tổ tiên lệ tộc có thể làm nên thành tựu lớn như vậy chẳng phải cũng nhờ vào đánh cược và liều mạng đó sao? Lệ Hàn gật đầu, cười nói, đúng thế. Nói rồi gã nhìn ngọc bội trong tay, sau đó nghiêm túc nói, Diệp huynh có khó, sao ta có thể ngồi không nhìn được? Hắn là huynh đệ sinh tử của con. Lệ Lăng. Trọng thiên thứ ba ở Đăng Thiên Vực. Khi Diệp Quân bước vào trọng thiên thứ ba, một đại điện vạn trượng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đại điện này đứng sừng sững giữa không trung, mà ngoài đại điện này thì chẳng còn cái gì khác cả. Có một bậc thềm bằng đá từ dưới đất nối thẳng đến lối chính vào đại điện như thể thang trời. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn tận cuối thang trời, xung quanh đại điện im lìm. Chẳng có gì cả. Diệp Quân thầm nói, Lý tiền bối, cường giả trọng thiên này. Lý Toại Phong cười nói, cậu phải cẩn thận, lai lịch của người này không nhỏ,
hơn nữa bản lĩnh không đoán được đâu. Diệp Quân gật đầu, dĩ nhiên hắn không dám xem thường cường giả trong này, cho dù là Thiên Khải hay Lý Toại Phong, thực lực đều rất đáng sợ. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn trên bậc thềm đá, một lúc sau hắn bỗng bật cười, cứ đánh trước rồi tính. Nói rồi hắn lao đến trước, một tia kiếm quang từ dưới đất bay lên chạy thẳng đến đại điện đó. Ngay lúc Diệp Quân muốn xông lên đại điện đó, một tia sáng bỗng bay ra từ trong điện. Vèo. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân về lại mặt đất, vừa đáp xuống đất, mặt đất dưới chân sụp xuống. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có một chiếc lá lơ lửng ở tận cuối bậc thềm. Một chiếc lá. Thấy thế Diệp Quân cảm thấy rất ngạc nhiên, vì vừa rồi hắn đã bị chiếc lá này đánh lùi. Hơn nữa chiếc lá này còn làm vỡ kiếm ý của hắn. Phải biết rằng kiếm ý của hắn đã được cải thiện rất nhiều trong trận chiến với Lý Toại Phong, ngay cả Lý Toại Phong cũng không thể dễ gì phá vỡ được kiếm ý của hắn, nhưng vào lúc này kiếm ý của hắn lại bị một chiếc lá nhỏ này nghiền nát. Vẻ mặt Diệp Quân dần trở nên nghiêm trọng, cường giả trước mặt đã đáng sợ như vậy thì phía sau đó. Diệp Quân không nghĩ nữa, hắn ngẩng đầu lên nhìn bậc thềm đó. Ngay sau đó hắn ngự kiếm bay lên. Gần như cùng một lúc, chiếc lá đó bỗng từ trên trời rơi xuống. Diệp Quân tức giận gào lên, hai tay cầm kiếm chém mạnh về phía trước. Vèo. Thời không bị xé toạc. Vụt. Sau khi kiếm quang nổ tung, Diệp Quân lại từ trên trời rơi thẳng vào trong vực sâu bên dưới. Nhưng sau đó một tia kiếm quang lao lên trời từ dưới vực sâu. Sau đó chém mạnh vào chiếc lá đó. Xoạt. Trời đất chấn động, nhưng chiếc lá đó vẫn bất động. Thấy thế Diệp Quân cả kinh, lúc này chiếc lá đó bỗng dao động dữ dội, sức mạnh cực lớn lập tức đánh vào người Diệp Quân dọc theo ý kiếm. Bù. Diệp Quân liên tục lùi về sau cả ngàn trượng, vừa dừng lại ngực hắn nứt ra, máu chảy ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này chiếc lá đó bỗng biến mất. Đồng tử Diệp Quân co lại, chém một nhát kiếm. Nhất giới tuế nguyệt. Sau nhát kiếm này, trời đất trở lên mờ ảo, lúc chiếc lá đó đến trước mặt Diệp Quân đã biến thành chiếc lá khô, sau đó biến mất theo gió. Ủa? Lúc này một giọng nói tỏ vẻ ngạc nhiên vang lên từ trong điện, ngay sau đó một nho giả xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Nho giả mặc một bộ áo bào tinh tươm. Đầu đội buộc sợi dây, hai bên tóc mai điểm vài sợi bạc, tuy tuổi đã cao nhưng lại rất có tinh thần, khí phách siêu phàm. Nho giả nhìn Diệp Quân, hơi ngạc nhiên, đạo thời gian tuế nguyệt, người còn trẻ thế mà sao có thể có được đại đạo này. Diệp Quân bình tĩnh lại, sau đó chắp tay nói, vãn bối chào tiền bối. Nho giả nhìn Diệp Quân đánh giá, sau đó nói, có thể giải thích cho ta không? Diệp Quân nói, giảm bớt thời không tuế nguyệt. Nho giả lắc đầu, không thể nào, giảm bớt thời không tuế nguyệt, chỉ có thể có được sức mạnh thời gian tuế nguyệt nhưng lại không thể có hiệu quả được như ngươi, một nhát kiếm có thể khiến thời gian trôi qua nhanh gấp 1000 lần. Diệp Quân muốn nói lại thôi. Nho giả mỉm cười nói, nếu ngươi không tiện nói thì không cần nói. Diệp Quân cười nói, không có gì không tiện cả, ta dẫn tiền bối đến một nơi. Đến đó rồi tiền bối sẽ biết mọi thứ. Nói rồi hắn dẫn nho giả đi vào tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, ánh mắt nho giả lóe lên tia ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Người càng mạnh mới biết nghịch chuyển thời gian này nghịch thiên thế nào. Vì họ không làm được. Một lúc sau, nho giả nhìn Diệp Quân, nghiêm túc hỏi, người đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 5 à? Diệp Quân lắc đầu. Nho giả khẽ nói, vậy thì là đằng sau ngươi có người đến từ nền văn minh vũ trụ cấp 5. Lúc này Lý Toại Phong bỗng xuất hiện, ông ta nhìn nho giả cười nói, Nho Uyên, chưa từng nghĩ chúng ta vẫn có thể gặp nhau. Nho Uyên hơi ngạc nhiên, ngươi. Lý Toại Phong nói, ta đã cởi được trói buộc đều nhờ Diệp công tử giúp đỡ. Nho Uyên quay sang nhìn Diệp Quân, ngươi có thể phá được ấn giam cầm đại đạo à? Diệp Quân gật đầu. Nho Uyên tiếp lời, cái giá là gì? Diệp Quân nói, không có cái giá nào cả. Nho Uyên cười nói, ý ta là nếu ta nhờ Diệp công tử giúp đỡ thì ta cần phải làm gì?
Diệp Quân không ngờ là chuyện này, lập tức cười nói, đi theo ta 100 năm giống mấy người Lý tiền bối, trong 100 năm này phải chiến đấu vì ta. Nhỏ Uyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đánh ai? Diệp Quân nói, Ác Đạo Minh. Nhỏ Uyên hơi ngạc nhiên, là chúng. Diệp Quân nói, tiền bối cũng biết chúng hả? Nhỏ Uyên khẽ gật đầu, ai không biết Ác Đạo Minh này chứ? Năm đó chúng vẫn luôn âm thầm thao túng ác đạo, nghịch chuyển thiện ác, tự xưng là người trật tự, chàng trai, ta hơi tò mò tại sao ngươi lại đối đầu với chúng. Diệp Quân nói ngắn gọn một vài ân oán giữa mình và Ác Đạo Minh, tiện thể nhắc đến Chân Tỷ. Nghe Diệp Quân nói xong, Nhỏ Uyên khẽ nói, chân áp vũ trụ kiếp trăm vạn lần, thực lực này thật đáng sợ. Lý Toại Phong cũng gật đầu, đúng thế. Khi hai người ở thời kỳ đỉnh cao cũng đều là cường giả mạnh nhất của một thời đại kỷ nguyên, chấn áp 1000 vũ trụ kiếp thì không thành vấn đề, nhưng nếu cứ liên tục chấn áp thì tuyệt đối không thể. Vũ trụ kiếp, chấn áp một lần thì nó sẽ càng mạnh, cứ luôn chấn áp thì nó sẽ cứ mạnh, đến mức độ nhất định sẽ bị phản phệ. Vị chân thần này chấn áp lâu như vậy mà vẫn không bị phản phệ, có thể thấy cô ta mạnh thế nào. Nhỏ Uyên nhìn Diệp Quân. Nếu ngươi có thể cởi bỏ trói buộc giúp ta thật thì ta sẵn lòng giúp ngươi 100 năm. Diệp Quân thầm mừng rỡ, vội nói, được. Nói rồi hắn dẫn Nhỏ Uyên ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, không biết tù ấn đại đạo đó đã xuất hiện trên đỉnh đầu họ từ bao giờ, rõ ràng là vì Nhỏ Uyên đi vào tiểu tháp, nhưng lại không biết tại sao không có động tĩnh gì. Diệp Quân nhìn tù ấn đại đạo đó, vừa lấy kiếm Thanh Huyên ra, tù ấn đại đạo bỗng lay động cực mạnh. Sau đó biến thành tia sáng biến mất ở tận cuối bầu trời. Chạy rồi. Thấy thế, vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Nhỏ Uyên nhìn chằm chằm Diệp Quân, lẽ nào chàng trai này thông đồng với đại đạo này? Diệp Quân cười nói, tiền bối, ông tự do rồi. Nhỏ Uyên lập tức cúi người thật thấp, không có gì để báo đáp, nhưng có gì cứ dặn dò, không làm trái. Diệp Quân hơi tò mò, tiền bối. Bây giờ thực lực của ông chỉ có mấy phần thời kỳ đỉnh cao vậy? Nhỏ Uyên nói, khoảng 3 phần. 3 phần. Diệp Quân trầm giọng nói, tiền bối, mặc dù các ông chỉ có khoảng 3 phần thực lực so với thời kỳ đỉnh cao nhưng tại sao thực lực của các ông lại mạnh hơn cảnh giới khai đạo nhiều thế? Nhỏ Uyên cười nói, ta cũng không thể trả lời chính xác điều này được, chỉ có thể nói có liên quan đến tu luyện và trải nghiệm cá nhân, mấy thứ này đều ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Diệp Quân cười nói, ta cứ tưởng trong cảnh giới khai đạo cũng có phân chia ranh giới. Nhỏ Uyên lắc đầu, vậy thì không có, nhưng ngươi ở thời đại bên ngoài các ngươi thích phân chia thực lực cảnh giới khai đạo bằng đăng thiên cửu trọng, thật ra đây cũng không phải là không thể, cường giả càng lên cao thì dĩ nhiên thực lực cũng càng mạnh. Diệp Quân hơi tò mò, mấy năm nay, tiền bối có từng gặp người nào cực kỳ mạnh chưa? Nhỏ Uyên gật đầu, đã từng gặp. Hơn nữa trong đó còn có người của Ác Đạo Minh. Diệp Quân. Nhỏ Uyên nói, người vẫn muốn đi lên nữa à? Diệp Quân gật đầu. Nhỏ Uyên lại lắc đầu, người ở trọng thiên thứ tư không dễ nói chuyện, mặc dù thực lực của ngươi cũng khá nhưng so với ông ta thì còn kém xa lắm, muốn lên nữa e là lo đến tính mạng đến. Diệp Quân, nếu ta cởi bỏ trói buộc giúp ông ta thì sao? Nhỏ Uyên lại lắc đầu, không được. Diệp Quân cảm thấy khó hiểu. Nhỏ Uyên giải thích, bọn ta muốn ra ngoài nhưng trọng thiên thứ tư lại khác, ông ta tự mình giam cầm ở đây nên người muốn cứu ông ta ra cũng không được. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, tự mình giam cầm ở đây. Nhỏ Uyên gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hỏi, tại sao? Nhỏ Uyên lắc đầu, chuyện này thì ta không biết, vì lúc ta đến, ông ta đã ở đây rồi, hơn nữa người này không thích giao tiếp với người khác. Cho nên mặc dù bọn ta là hàng xóm nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với ông ta, ngược lại, Lý Kiếm Tu là một người khá dễ tính. Diệp Quân im lặng một hồi rồi nói, ta có thể bỏ qua trọng thiên thứ tư để đến trọng thiên thứ năm không? Nhỏ Uyên lại lắc đầu, không được, quy tắc nơi này là đi lên từng cấp, hơn nữa, về sau ngươi làm việc gì cũng nên cẩn thận một chút, tiểu tháp trên người ngươi là bảo vật bậc nhất trong thiên hạ, nếu để vài người có ý đồ xấu nhìn thấy. E là sẽ chuốc lấy tai họa cho mình. Diệp Quân gật đầu, vãn bối hiểu rồi. Hắn để Nhỏ Uyên đi vào tiểu tháp, dĩ nhiên vẫn rất tự tin,
dù sao bây giờ trong tháp nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Hắn sẽ không dễ dàng tin người khác, trừ khi hắn có thực lực giết chết đối phương. Diệp Quân không suy nghĩ nữa, sau đó nói, tiền bối, mong được chỉ dạy. Nếu tạm thời không thể đến trọng thiên thứ tư thì trước tiên cứ tập luyện với tiền bối Nhạo Uyên, trước đó đánh chưa đã tay. Nhạo Uyên cười nói, người cần ta ra tay tàn nhẫn chút hay là đến lúc thì dừng. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ra tay tàn nhẫn chút. Nhạo Uyên gật đầu, được, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Diệp Quân vừa định gật đầu thì lúc này Nhạo Uyên đã tung ra một quyền. Bụp. Diệp Quân không kịp chuẩn bị bị một quyền này đánh cho lùi về sau cả ngàn trượng, vừa dừng lại thì nôn ra một ngụm máu, nội tạng cực kỳ khó chịu như bị áp bức. Diệp Quân lau máu ở khóe môi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nhạo Uyên, tiền bối, ông đánh lén. Nhạo Uyên chính trực nói, người tri thức sao có thể xem là đánh lén được. Đây gọi là quân cơ không hề dối trá. Diệp Quân chết lặng. Vẫn là người tri thức biết cách nói chuyện đấy. Diệp Quân lại biến thành tia kiếm quang rồi biến mất khỏi đó. Nhạo Uyên ở đằng xa bỗng chỉ về phía trước, sau đó một giọt mực hiện lên đầu ngón tay ông ta. Lúc này, kiếm của Diệp Quân vừa mới đâm vào giọt mực này, ý kiếm rung lên, sau đó cả thanh ý kiếm rung lên dữ dội, sau đó trực tiếp nổ tung. Nhạo Uyên vừa định ra tay thì một thanh kiếm bỗng xuất hiện phía sau ông ta. Ánh mắt Nhạo Uyên lóe lên tia ngạc nhiên, xoay người giơ ngón tay lên, thế nhưng ngay khi ông ta xoay người, lại có một thanh kiếm lặng lẽ xuất hiện sau gáy ông ta. Nhạo Uyên cực kỳ kinh ngạc, tay phải siết chặt. Rầm. Một chính khí hạo nhiên lao ra từ trong người ông ta, nhưng ngay sau đó vô số kiếm quang nhấn chìm khu vực chỗ ông ta, cùng lúc đó Diệp Quân bỗng nhảy lên, chém mạnh một nhát kiếm. Vèo. Chính khí hạo nhiên đó nổ tung, Nhạo Uyên liên tục lùi về sau cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, Nhạo Uyên ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân, mỉm cười nói, kiếm kỹ này khá đấy, suýt nữa chạm đến đạo của ngươi, lần nữa nào. Nói rồi ông ta bỗng tiến lên trước, biến mất khỏi đó. Diệp Quân nhếch môi, ý chí chiến đấu hừng hực lao ra. Trong quán rượu ở phố đảo, Triệu Võ Đạo Đế ngồi tựa vào cửa sổ, một bình rượu và một cốc rượu được đặt trước mặt. Phía sau ông ta là chín kiếm tu và một ông lão đồ đen. Triệu Võ Đạo Đế nhìn Cửu Trọng Thiên ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, Diệp Quân đó vẫn còn đang tu luyện à? Ông lão đồ đen gật đầu, đúng thế. Triệu Võ Đạo Đế bưng cốc rượu lên nhấp một ngụm, sau đó nói, có thể tra ra được tung tích của cha hắn không? Ông lão lắc đầu, không, hôm nay người này từng xuất hiện một lần, nhưng sau đó lại không biết tại sao đột nhiên biến mất, chắc là không muốn đối đầu trực diện với ác đạo minh. Triệu Võ Đạo Đế khẽ cười nói, không cần tra tiếp nữa đâu. Ông lão ngờ vực, tại sao? Triệu Võ Đạo Đế cười nói, đánh con trai thì chắc chắn ông ta sẽ xuất hiện. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng hơi nhếch lên. Hy vọng ông ta thật sự là cường giả trên cảnh giới khai đạo, nếu không thì chán lắm. Dù sao giết kẻ yếu cũng không có cảm giác vui vẻ gì, nhưng nếu tự tay đánh chết ông ta trước mặt con trai thì càng thú vị, ha ha. Chín kiếm tu kia lặng lẽ đứng sau lưng Triệu Võ Đạo Đế, không lên tiếng. Ông lão áo đen cung kính dâng một chén rượu cho Triệu Võ Đạo Đế, sau đó cung kính nói, Đạo Đế, cho dù là tên Diệp Quân kia hay cha hắn. Cả vị nữ kiếm tiên váy trắng phía sau lưng hắn đi chăng nữa thì đều không đáng để đạo đế ra tay, chỉ cần đạo đế ra lệnh một tiếng, ta sẽ lấy đầu của bọn chúng cho đạo đế. Triệu Võ Đạo Đế một hơi uống cạn chén rượu, sau đó cười nói, tiên lão, khinh địch không phải là một thói quen tốt, cần phải biết rằng từ cổ chí kim không biết đã có bao nhiêu người chết vì tính tự cao và khinh địch của mình rồi, bài học xương máu vẫn còn ngay trước mắt. Vẻ mặt tiên lão không thay đổi. Bọn họ ngay cả tư cách khiến chúng ta khinh địch cũng không có. Triệu Võ Đạo Đế cười ha hả, đã qua nhiều năm như vậy rồi, người vẫn ngông cuồng như vậy, nhưng mà ta thích. Tiên lão hành lễ, cung kính, khiêm tốn. Ông ta chỉ cung kính và khiêm tốn với người trước mặt. Đúng lúc này, một ảo ảnh đột nhiên xuất hiện trong quán rượu, ảo ảnh hành lễ thật sâu, Đạo Đế, bát Phật mật tàng đã đến,
có tiếp kiến không? Triệu Võ Đạo Đế bình tĩnh nói truyền. Ảo ảnh yên lặng lui ra. Sau đó, tám tên hòa thượng chậm rãi đi vào, tám tên hòa thượng này đều mặc áo cà sa màu đen, đầu đội mũ tăng nhân, trong tay cầm Phật châu xương trắng, miệng niệm kinh văn cổ xưa không rõ tên. Tên hòa thượng dẫn đầu tay trái nắm một cái đầu lâu, tay phải cầm một cái chùy bạch cốt, cứ đi hai bước là gõ một gõ. Đến khi đi tới trước mặt Chiêu Võ Đạo Đế, tám tên hòa thượng mới đồng loạt dừng lại, sau đó hành lễ thật sâu với Chiêu Võ Đạo Đế, bái kiến đạo đế. Chiêu Võ Đạo Đế cười, nói ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không đến. Hòa thượng cầm đầu hơi hành lễ, năm đó sở dĩ chùa ám Phật của ta có thể vượt qua hỏa kiếp đều nhờ đạo đế, hôm nay đạo đế có việc cần, sao chùa ám Phật ta có thể không đến được chứ? Chiêu Võ Đạo Đế đánh giá hòa thượng đứng đầu, ông ta cười nói, ám tăng, chúc mừng ngươi đã đạt đến cảnh giới khai đạo. Ám tăng hành lễ, cung kính nói, cũng nhờ vào chỉ điểm ngày đó của đạo đế. Chiêu Võ Đạo Đế mỉm cười, nói, lần này mời các ngươi đến là muốn để các ngươi chứng kiến thời khắc huy hoàng nhất của ta. Dường như nghĩ đến gì đó, con ngươi của ám tăng đột nhiên co rút, ông ta hành lễ, nghẹn ngào, đây là may mắn ba đời của tiểu tăng. Chiêu Võ Đạo Đế cười ha ha, cầm chén uống một hơi cạn sạch. Tiên lão đứng bên cạnh nhanh chóng rót rượu. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp đẫy đà đi vào quán rượu, người đến chính là Thiên Võ Tân. Khi cô ta nhìn thấy trong phòng có thêm tám cường giả cảnh giới khai đạo, đôi mắt bỗng nhiên co rút, trong lòng gợn sóng như thủy triều. Thật kinh khủng! Người phụ nữ xinh đẹp đè nén sự chấn động trong lòng, giả vờ bình tĩnh, chậm rãi đi đến bên cạnh Chiêu Võ Đạo Đế, sau đó cúi người hành lễ, đạo đế. Lệ tộc, tộc Phu Mã và cả tộc Thiên Võ của ta đều đã đồng ý đến trợ giúp, còn tộc Tức Mặc vẫn chưa cho ta câu trả lời rõ ràng. Những tộc khác thì ta chưa từng giao thiệp nên không liên hệ được. Chiêu Võ Đạo Đế cười, nói phải sửa cho đúng, không phải muốn các ngươi đến trợ giúp, mà là muốn các ngươi đến chứng kiến lịch sử. Người phụ nữ đẫy đà ngẩn ngơ, không hiểu rõ ý của ông ta, nhưng cô ta bỗng như thông suốt gì đó, ánh mắt lập tức trở nên châm chọc, sau đó cúi đầu hành lễ, thầm vui mừng như điên. Sắp chiếm hời rồi. Mẹ ơi! Món hời rồi. Tộc Thiên Võ sắp bước lên tầm cao mới. Tiên lão đứng bên cạnh đột nhiên nói, đạo đế, khi nào ra tay? Chiêu Võ Đạo Đế mỉm cười, không vội, Tây Thánh Minh Quân và một vài bạn cũ còn chưa đến. Tiên lão quay đầu nhìn thoáng qua bia đá Đăng Thiên đang đứng sừng sững giữa trời đất, Diệp Quân kia còn đang tu luyện. Chiêu Võ Đại Đế cười nói, cứ để hắn vùng vẫy, chẳng qua chỉ là một tên hề mà thôi. Trọng thiên thứ ba trong tiểu tháp đã qua 5 năm. 5 năm này, mỗi ngày Diệp Quân không ngừng chiến đấu với Nhạo Uyên và Lý Toại Phong, lực chiến đấu liên tục tăng lên. Uy lực mấy kiếm kỹ của hắn tăng hơn trước rất nhiều. Hiện giờ hắn dốc hết sức lực, sử dụng kiếm Thanh Huyên, có thể dùng kiếm chém 50 vạn năm tuế nguyệt, cho dù không dùng kiếm Thanh Huyên, một nhát kiếm của hắn cũng có thể chém 10 vạn năm tuế nguyệt. Có thể nói, dưới cảnh giới khai đạo, hắn là vô địch. Cho dù cường giả cảnh giới khai đạo bình thường cũng không chịu nổi kiếm kỹ này của hắn, bởi vì bây giờ hắn có thể tùy ý thi triển được 10 nhát kiếm, nếu dung hợp với Ngao Thiên Thiên thì còn nhiều hơn nữa, uy lực cũng lớn hơn. Cho dù là Nhạo Uyên và Lý Toại Phong cũng vô cùng kiêng kỵ nhất giới tuế nguyệt này của hắn. Ngoại trừ nhất giới tuế nguyệt thì riêng chỉ nhất kiếm, thời không tuế nguyệt và thuật trảm thiên bạt kiếm của Diệp Quân đều tiến bộ rất lớn. Đặc biệt là riêng chỉ nhất kiếm, tốc độ nhanh hơn, sức mạnh lớn hơn, xuất quỷ nhập thần, cho dù là Lý Toại Phong và Nhạo Uyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nếu như Diệp Quân dùng kiếm Thanh Huyên thì hai người kia phải tạm tránh nguy hiểm, kéo xa khoảng cách. Phía chân trời, Nhạo Uyên đang đối diện với Diệp Quân, thời không xung quanh hơi rung chuyển. Nhạo Uyên đột nhiên nói, người đang hạ thấp cảnh giới của mình sao? Diệp Quân gật đầu. Nhạo Uyên hơi tò mò, vì sao phải hạ thấp cảnh giới của bản thân? Diệp Quân mỉm cười nói, nước đầy sẽ tự tràn. Nhạo Uyên giật mình, nói tiếp, có khả năng. Ánh mắt ông ta có thêm sự tán thưởng, người trẻ tuổi trước mặt này không kiêu ngạo không nóng nảy,
càng không tham lam, tâm tính này thật sự rất hiếm có. Diệp Quân đột nhiên thu hồi ý kiếm trong tay, sau đó cúi người hành lễ với Nhạo Uyên, chân thành nói, trong khoảng thời gian này, đa tạ tiền bối đã cùng luyện tập và chỉ điểm. Khoảng thời gian này nếu không nhờ hai người họ chỉ điểm tận tình, hắn sẽ không thể nào tiến bộ nhanh như vậy được. Nhạo Uyên cười nói, không cần như thế, ngươi có ơn với ta và Toại Phong, chúng ta dạy ngươi cũng như dạy cho chúng ta, thật sự nhỏ bé không đáng kể, ngươi khách sáo như vậy, ngược lại làm ta hơi xấu hổ. Diệp Quân mỉm cười, sau đó mở lòng bàn tay ra, một quả đạo linh bay đến trước mặt Nhạo Uyên, tiền bối, vật này sẽ giúp ông nhanh chóng hồi phục. Nói xong, hắn lại lấy hai tinh thể vĩnh hằng ra đưa cho Nhạo Uyên. Lúc này, Nhạo Uyên không từ chối nữa, bởi vì tiếp theo đây có lẽ Diệp Quân sẽ có một cuộc chiến ác liệt với ác đạo minh, ông ta phải nhanh chóng hồi phục tu vi. Đúng lúc này, truyền âm phù trong nhẫn không gian của Diệp Quân đột nhiên rung động. Có người liên hệ. Diệp Quân từ biệt Nhạo Uyên, rời khỏi tiểu tháp. Sau khi Diệp Quân rời đi, Lý Toại Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh Nhạo Uyên, ông ta nói nhỏ. Tên nhóc này không chỉ có thiên phú và khả năng lĩnh ngộ vô cùng cao, mà còn cực kỳ cố gắng và liều mạng, thật sự là một mầm non tốt, đáng tiếc, hắn đã có đạo của riêng mình, nếu không. Nhạo Uyên mỉm cười, nói quả thật là một mầm non tốt, hơn nữa hắn còn thích đọc sách. Trong khoảng thời gian này, Diệp Quân không chỉ tu luyện đối chiến với ông ta, mà còn thỉnh giáo nhiều về học vấn, đặc biệt là đạo trị quốc và cách cai trị chúng sinh. So sánh với việc tu luyện với Diệp Quân thì ông ta càng thích thảo luận học vấn với Diệp Quân hơn. Lý Toại Phong đột nhiên nói nhỏ, ta từng gặp vị tam điện chủ kia. Nói đến đây, vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm trọng hơn. Nhạo Uyên yên lặng một lát, bỗng cười nói, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng, ta với ngươi làm hết sức là được rồi, Lý Toại Phong cười nói, cũng đúng. Ngoài tiểu tháp, Diệp Quân vừa đến đã gặp Tức Mặc Lan, vẻ mặt Tức Mặc Lan căng thẳng, nói có một tin cực kỳ xấu. Cô ta tóm tắt nói lại một lần chuyện của tộc Thiên Võ và Tứ Điện Chủ. Sau khi nghe Tức Mặc Lan nói xong, Diệp Quân cau mày, Tứ Điện ác đạo à? Tức Mặc Lan gật đầu, phải. Diệp Quân gật đầu, yên lặng suy nghĩ. Tức Mặc Lan lại nói, có thể ngươi không biết sự lợi hại của chiêu võ đạo đế này. Người này từng là người đứng đầu vũ trụ chiêu võ, được xưng là vô địch trong vũ trụ, nói về thực lực, năm đó đã trên cảnh giới khai đạo, tuy rằng hiện giờ dáng vẻ vẫn là thiếu niên, không rõ cảnh giới, nhưng chắc chắn không yếu. Hơn nữa, năm đó ông ta còn có một vài người đi theo, người của ta điều tra được gần đây liên tục có cường giả đi vào phố đạo, gặp mặt với nhau. Kẻ này có thực lực mạnh mẽ, người của ta không dám vào phố đạo, chỉ có thể điều tra phía ngoài. Vì thế, không có cách nào điều tra được bây giờ bên cạnh ông ta có bao nhiêu cường giả. Nói đến đây, cô ta nhìn Diệp Quân, tiếp tục nói, người phải tính toán sớm đi. Diệp Quân đột nhiên nói, vì sao Lan cô nương chọn ta mà lại không chọn vị đại đế kia? Ngoài mặt Tức Mặc Lan làm ra vẻ rất ngạc nhiên, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh, bởi vì cô ta đoán được người đàn ông trước mặt chắc chắn sẽ hỏi chuyện này. Vì thế cô ta lập tức trả lời, ta và Diệp công tử là bạn. Diệp Quân nhìn chằm chằm Tức Mặc Lan, vì điều này sao? Tức Mặc Lan cười thản nhiên, nếu không thì sao? Diệp Quân mỉm cười, nói cảm ơn cô nương đã xem ta là bạn. Bỗng nhiên Tức Mặc Lan hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt u ám. Diệp Quân hỏi, sao vậy? Tức Mặc Lan chỉ lắc đầu, không nói gì. Diệp Quân hỏi thêm một câu, Tức Mặc Lan do dự một lát mới trả lời, vì giúp đỡ Diệp công tử, ta đã trộm ngọc của tổ tiên gia tộc ta, trong vật đó có chứa đựng một tia hồn phách của tổ tiên nhà họ Tức Mặc, đó là con cờ cuối cùng của nhà Tức Mặc, ta trộm vật này đã là tội nhân của cả gia tộc. Nói đến đây, vẻ mặt cô ta trở nên buồn bã, sắc mặt tái nhợt, trông rất đáng thương. Diệp Quân thở dài, Tức Mặc cô nương. Ta có tài đức gì xứng đáng để cô đối xử như thế? Ta, không có gì để báo đáp. Tức Mặc khẽ lắc đầu, ta không cần ngươi báo đáp, ta đến giúp đỡ ngươi bởi vì xem ngươi là bạn bè, không có ý gì khác, ngươi chớ nên nghĩ nhiều. Diệp Quân muốn nói tiếp,
Tức Mạc Lan đã lên tiếng, ngươi phải chuẩn bị trước đi, không lâu nữa đâu, bọn họ chắc chắn sẽ ra tay. Nói xong, cô ta nhìn Diệp Quân, trong mắt chứa đựng nhiều loại cảm xúc, giống như lo lắng, giống như âm thầm bộc lộ tình cảm, và cũng như oán giận. Cô ta không nói gì nữa, xoay người đi thẳng. Cô ta hiểu rõ cách đối xử với đàn ông, phải lúc gần lúc xa, không thể quá mức, nếu không chỉ nhận được phản ứng trái ngược. Sau khi Tức Mạc Lan rời đi, Diệp Quân cười khẽ. Tiếu Tháp bỗng nhiên hỏi, có phải ngươi không tin người phụ nữ này lắm không? Diệp Quân bình tĩnh nói, sao lại nói vậy? Tiếp Tháp nói, trực giác. Diệp Quân gật đầu, là không tin. Tiểu Tháp nghi ngờ hỏi, tại sao? Diệp Quân nói, thứ nhất, ta đã xem rất nhiều sách. Tiểu Tháp không hiểu, ta cũng đọc rất nhiều sách, nhưng ta đâu có nhìn ra cái gì. Diệp Quân nói tiếp, thứ hai, ta có rất nhiều phụ nữ. Tiểu Tháp yên lặng nửa ngày, mẹ kiếp. Nó không có phụ nữ. Sở dĩ Diệp Quân không tin tưởng Tức Mạc Lan chủ yếu là vì đối phương quá nhiệt tình. Vì hắn chỉ tiếp xúc với đối phương một hai lần, thế nhưng đối phương lại thể hiện có sự yêu thích với mình. Diệp Quân nghĩ đây là điều vô nghĩa. Hắn không nghĩ mình có sức hấp dẫn lớn đến thế, có thể khiến một người phụ nữ yêu mình trong thời gian ngắn, càng không nghĩ đối phó với cô ta về mặt tình cảm. Sở dĩ hắn không vạch trần đối phương là vì hắn nghĩ chuyện này không cần làm lớn đến đó. Đối phương đứng về phía mình không phải là vì tình, tất nhiên là vì lợi ích, nếu đã là vì lợi ích, nói dễ nghe một chút tức là hai bên thành đồng minh với nhau, thân thiện hợp tác với nhau, nói khó nghe một chút là lợi dụng lẫn nhau để có được những gì họ cần. Dĩ nhiên cuối cùng lợi dụng lẫn nhau hay là đồng minh phụ thuộc vào đối phương. Diệp Quân không suy nghĩ nữa. Hắn quay đầu lại nhìn về phía phố đạo, sau đó xoay người đi về phía bậc thềm đá. Đến trọng thiên thứ tư. Mặc dù người ở trọng thiên thứ tư hơi khó nhằn nhưng hắn vẫn muốn tranh thủ thời gian, nếu có thể được đối phương giúp thì hắn sẽ có thêm phần thắng. Phải tìm thêm vài người giúp nữa. Diệp Quân vừa bước trọng thiên thứ tư, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, Diệp công tử. Diệp Quân sửng sốt, Lệ Hàn. Hắn vừa dứt lời, một hư ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Người đến chính là Lệ Hàn. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sao tên này lại đến đây? Hắn vừa định hỏi thì Lệ Hàn bỗng nói, không tiện nói chuyện ở đây, chúng ta vào tháp đi. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn dẫn Lệ Hàn vào tiểu tháp. Sau khi vào tiểu tháp, Lệ Hàn trầm giọng nói, người đã biết rồi chứ? Diệp Quân, ý ngươi là chuyện đạo đế đó đến giết ta à? Lệ Hàn gật đầu. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta vừa mới biết. Lệ Hàn trầm giọng nói, có lẽ ngươi không biết rõ về đạo đế này, người này là nhân vật vô địch ở thời đại chiêu võ, cũng là cường giả đạt đến trên cảnh giới khai đạo duy nhất của thời đại chiêu võ. Hơn nữa, ta nhận được tin lần này ông ta không đến một mình, mà còn gọi thêm một vài cường giả bí ẩn, mấy người này đều có thân phận. Ngay cả ta cũng không thể tra được. Diệp Quân cười nói, Lệ Hàn, hình như ngươi cũng là người của ác đạo điện. Lệ Hàn nhíu mày, sao ngươi lại như thế chứ? Ta xem ngươi là huynh đệ sống chết có nhau mà ngươi lại nói với ta như vậy, đúng là chẳng thú vị. Diệp Quân cảm thấy cạn lời, mẹ nó chứ, ta và ngươi trở thành huynh đệ sống chết có nhau từ bao giờ? Lệ Hàn bỗng nói, ngươi định thế nào? Diệp Quân ngẫm nghĩ. Sau đó nói, đi một bước, xem tình hình một bước. Lệ Hàn nhíu mày, chỉ thế thôi à? Diệp Quân gật đầu, ừ. Lệ Hàn cảm thấy cạn lời. Diệp Quân cười nói, Lệ Hàn, lần này ngươi đến tìm ta là để cùng sống cùng chết với ta sao? Lệ Hàn gật đầu, xem như là thế. Diệp Quân hơi tò mò, tại sao? Lệ Hàn nhìn Diệp Quân, sau đó nói, vì ta nghĩ Diệp công tử sẽ thắng. Diệp Quân sửng sốt rồi nói, chỉ thế à? Lệ Hàn gật đầu, ừ. Diệp Quân nhìn Lệ Hàn, không nói gì. Lệ Hàn cười nói, mặc dù lệ tộc ta không còn như trước nhưng vẫn có vài cường giả cảnh giới khai đạo, hơn nữa hệ thống tình báo của lệ tộc ta cũng khá tốt, ta tin có thể giúp được Diệp công tử. Diệp Quân trầm giọng nói, Lệ Hàn, người phải biết kẻ thù của ta là ác đạo minh.
Lệ Hàn gật đầu, ta biết mà. Diệp Quân im lặng một lúc rồi cười nói, chào mừng ngươi gia nhập. Lệ Hàn gật đầu, sau đó nói, ta đi nghe ngóng tin tức cho ngươi, xem thử tứ điện chủ đó gọi mấy cường giả nào đến, sau đó đưa ra biện pháp với ngươi. Nói rồi gã xoay người rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước gã bỗng dừng lại, nói, Diệp công tử, ta thật lòng đến giúp ngươi đấy. Nói rồi gã biến mất khỏi đó. Diệp Quân lặng thinh đứng đó. Tứ điện chủ. Trên cảnh giới khai đạo. Diệp Quân lắc đầu, không suy nghĩ nữa, đi về phía xa. Không lâu sau, hắn đến trước một đại điện, cả đại điện này toàn là màu đen hệt như một cái lồng giam, xung quanh toát ra khí tức kỳ lạ như địa ngục. Không chỉ thế, khi Diệp Quân đến gần khu vực này, ánh sáng trong khu vực này bỗng mở đi, xung quanh có một luồng gió u ám, lạnh thấu xương. Ngoài ra, Diệp Quân còn phát hiện phía trên đại điện có một đám mây đen kỳ dị, có ngọn lửa lơ lửng trong đám mây đen, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài tiếng hét thảm thiết vang lên từ bên trong, thanh âm thật sự vô cùng đau đớn phảng phất bị lột da, lăng trì. Diệp Quân nhíu mày, thầm nói, tiền bối Nhạo Uyên, rốt cuộc vị này có lai lịch thế nào vậy? Nhạo Uyên nói, ta cũng không biết, vì trước khi ta đến đây, ông ta đã ở đây rồi. Hơn nữa ông ta không thích tiếp xúc với người khác nên ta cũng không biết về ông ta. Nói đến đây, ông ta dừng một chút, sau đó lại nói, người đừng đến gần đại điện đó, thực lực của người này cực kỳ đáng sợ, mặc dù bây giờ thực lực của người tốt hơn trước rất nhiều nhưng chưa thể so được với ông ta. Diệp Quân gật đầu, đang định nói gì thì lúc này một khí tức đáng sợ đánh ập xuống từ trên trời. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bầu trời như sôi trào. Sau đó một người đàn ông to lớn thô kệch lao về phía đại điện tối đen đó như một viên đạn pháo. Cút! Lúc này giọng nói tức giận vang lên trong đại điện màu đen đó, sau đó năng lượng sóng âm vô hình thoáng chốc lan tràn ra. Bụp! Người đàn ông thô kệch kia bị văng ra xa cả mấy mươi vạn trượng, vừa dừng lại cả người ông ta và cả linh hồn biến mất như một tờ giấy bị đốt cháy. Thần hồn tiêu tán! Khi Diệp Quân nhìn thấy sóng âm đáng sợ kia, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng phóng ra kiếm ý vô địch chặn ở phía trước, đồng thời vội lui về phía sau. Khi sóng âm đó đánh vào trên kiếm ý của Diệp Quân, kiếm ý vô địch của hắn lập tức bị phá vỡ. Đồng tử Diệp Quân co lại, vội nói, thiên thiên. Rầm. Khí tức Diệp Quân lập tức tăng lên, đồng thời hắn rút kiếm chém đến trước một nhát. Kiếm ý lao ra như thủy triều. Vèo. Kiếm quang vụn vỡ, Diệp Quân bị chấn động văng ra xa, sóng âm đó thế mà vẫn chưa biến mất, Diệp Quân cảm thấy kinh ngạc, lấy kiếm Thanh Huyên vung ra một nhát. Sóng âm vừa đến trước mặt hắn lại lặng lẽ biến mất. Nhất giới tuế nguyệt. Thấy sóng âm đó biến mất, Diệp Quân thở phào, hắn ngẩng đầu lên nhìn đại điện màu đen ở đằng xa đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Sóng âm đó mạnh quá. Nếu không nhờ nhất giới tuế nguyệt và kiếm Thanh Huyên thì với cơ thể hiện tại của hắn có lẽ không thể chịu được, e là thần hồn đã tan nát. Hơn nữa hình như đối phương vẫn chỉ đánh một đòn tùy ý, nếu đánh hết sức còn đáng sợ thế nào nữa. Ngay khi còn đang chìm trong cảm giác kinh ngạc, Diệp Quân bỗng xoay người nhìn sang, chỉ thấy lúc này người đàn ông đó đã biến thành tro tàn. Diệp Quân lặng thinh. Một cường giả cảnh giới khai đạo cứ thế biến mất. Lúc này hắn mới nhận ra đăng thiên vực này đáng sợ đến thế nào. Ở đây cho dù là cường giả cảnh giới khai đạo thì cũng có thể nói chết là chết. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên, Diệp Quân xoay người nhìn sang, cách đó không xa có một cô gái, cô ta mặc một bộ đồ màu đỏ, lưng đeo kiếm. Nhìn thấy người đến, sắc mặt Diệp Quân đanh lại. Người đến chính là Cơ Tiểu Kiếm. Cơ Tiểu Kiếm nhìn Diệp Quân, là. Cô ta vừa dứt lời, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta, đâm vào chính diện cô ta. Diên Trì Nhất Kiếm. Trực tiếp giết chết. Cơ Tiểu Kiếm phản ứng cũng không chậm, ngay khi thanh kiếm xuất hiện, cô ta lập tức rút thanh kiếm sau lưng đánh trả. Vù. Thanh ý kiếm đó bị văng ra xa, gần như cùng một lúc Cơ Tiểu Kiếm cầm kiếm vung mạnh một đường. Vèo. Một thanh ý kiếm không biết xuất hiện ở phía sau cô ta lúc nào bị chấn động văng ra xa.
Lúc này, phía sau cô ta vang lên âm thanh phá tan không khí, khi cô ta xoay người lại, Diệp Quân đã xuất hiện ở trước mặt cô ta, đồng thời một tia kiếm quang sáng chói chém mạnh về phía cô ta. Cơ Tiểu Kiếm cầm kiếm vung lên một đường. Soạt. Diệp Quân lập tức văng ra xa, nhưng khoát kiếm trong tay Cơ Tiểu Kiếm nổ tung. Vì Diệp Quân đang dùng kiếm Thanh Huyên. Thấy khoát kiếm nổ tung, Cơ Tiểu Kiếm sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt cô ta hiện lên vẻ hung ác, một tay đè chặt phía trước. Ầm. Kiếm vực xuất hiện. Kiếm vực vừa xuất hiện, một thanh kiếm đã bổ xuống sau gáy cô ta, nếu kiếm vực này xuất hiện chậm một chút, thanh kiếm kia đã giết chết cô ta rồi. Cơ Tiểu Kiếm hét lên một tiếng, chân phải dẫm mạnh xuống đất, vô số kiếm quang bỗng lao từ dưới đất lên. Rầm. Xung quanh Cơ Tiểu Kiếm trở thành một vùng kiếm hải, ý kiếm xung quanh Diệp Quân bị chấn động mà phá vỡ. Diệp Quân đang định đánh trả, đột nhiên có một tia kiếm quang xé tan kiếm hải đó lao đến trước mặt hắn. Diệp Quân rút kiếm chém một nhát. Vèo. Kiếm quang đó bị nổ tung. Bây giờ trong tay hắn là kiếm Thanh Huyên. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn, kiếm hải cách đó không xa đang tan biến, Cơ Tiểu Kiếm bước ra, trong tay cô ta có thêm một thanh ý kiếm được ngưng tụ từ kiếm ý. Sau khi bước ra, Cơ Tiểu Kiếm nhìn Diệp Quân, sau đó lấy một cây mía ra cắn một miếng, nói chậc chậc, trong thời gian ngắn mà thực lực của ngươi đã tiến bộ nhiều như vậy, thật là lợi hại. Diệp Quân không nhiều lời, tay cầm kiếm Thanh Huyên chém mạnh một nhát. Nhất giới tuế nguyệt. Cơ Tiểu Kiếm ở phía xa bỗng nhíu mày, ngay sau đó cô ta như cảm nhận được gì lập tức biến sắc, ngạc nhiên nói tuổi thọ. Nhát kiếm đó của Diệp Quân chém đứt mấy mười vạn năm tuổi thọ của cô ta. Cơ Tiểu Kiếm vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cô ta vung mạnh ý kiếm trong tay về phía Diệp Quân. Tay phải Diệp Quân liên tục vung lên hai nhát kiếm. Chỉ trong giây lát, thanh ý kiếm của Cơ Tiểu Kiếm bỗng biến mất, cùng lúc đó tuổi thọ của Cơ Tiểu Kiếm mất đi 100 vạn. Cơ Tiểu Kiếm nổi giận đùng đùng, mẹ kiếp. Nói rồi cô ta ném cây mía trong tay về phía Diệp Quân. Diệp Quân đang định vung kiếm lên lần nữa, nhưng lúc này Cơ Tiểu Kiếm đứng nguyên tại đó chốc lát, dưới chân hiện lên tia kiếm quang, thoáng chốc cô ta đã biến mất vào ở cuối bầu trời. Diệp Quân sửng sốt, cứ thế mà chạy à? Chỉ thế thôi sao? Diệp Quân cười nhạo. Tháp Gia bỗng nói, phía sau ngươi có người. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Phía sau có người. Thoáng chốc Diệp Quân sởn cả tóc gáy, lòng nguội lạnh. Ngay sau đó, Diệp Quân quay phát người lại chém một nhát. Vèo. Vừa xuất kiếm ra, Diệp Quân có cảm giác cả người như bị búa bổ, văng ra đằng xa, đồng thời cổ họng nếm được vị ngọt ngọt, một dòng máu phun trào. Cũng không biết mình văng ra xa không lâu, Diệp Quân định thần lại, phóng vô số kiếm ý ra bảo vệ mình để dừng lại. Hắn vừa dừng lại, không gian phía trước bỗng cuộn trào như thủy triều. Đồng tử Diệp Quân co lại, sử dụng sức mạnh hai loại huyết mạch trong người chém mạnh một nhát kiếm. Nhất giới tuế nguyệt. Lúc này cả trời đất đều trở nên hư ảo. Tuế nguyệt dần biến mất. Sau khi sử dụng sức mạnh hai loại huyết mạch, nhát kiếm này của hắn chém vào tuế nguyệt 70 vạn năm. Sức mạnh bí ẩn trước mặt Diệp Quân dần biến mất. Diệp Quân thở phào, hắn ngẩng đầu lên nhìn, có một người đàn ông mặc đồ đen đứng cách đó ngàn trượng, đang quan sát bên này, nhưng người đàn ông đồ đen lại bỗng đi tới trước mặt hắn, Diệp Quân cả kinh, định chuẩn bị rút kiếm ra. Vù! Diệp Quân văng ra xa cả mấy mươi vạn trượng. Cả không gian rung chuyển dữ dội, không gian nơi Diệp Quân rơi xuống nứt ra như mạng nhện. Diệp Quân hoa mắt váng đầu, cả người như đã nứt toạc ra, cực kỳ khó chịu. Nhưng hắn mặc kệ, lúc này cơ thể động đậy, sử dụng kiếm Thanh Huyên biến mất khỏi đó, rời khỏi trọng thiên thứ tư. Bên ngoài, Diệp Quân vừa ra ngoài đã nằm phịch xuống đất. Lúc này hắn cảm thấy cả người mình đã rã rời, cực kỳ khó chịu. Miệng liên tục chảy máu. Thê thảm. Diệp Quân cười khổ. Nếu không nhanh chân chạy thoát, e là sẽ bị đánh cho tàn phế mất. Hiện giờ hắn đã biết tại sao rất nhiều người đều dừng lại ở trọng thiên thứ tư này rồi, trọng thiên thứ tư rất đáng sợ, phải biết rằng,
vừa rồi hắn dung hợp với Ngao Thiên Thiên, đã như vậy, hắn còn có thêm kim cang thể, có thể nói cơ thể hắn đang ở mức khủng khiếp, thế nhưng lại chẳng thể chịu được một đòn của cường giả bí ẩn đó. Lần này bị đánh đến mức hắn hơi nghi ngờ nhân sinh. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt tĩnh tâm lại, để mặc cho cây thần tự nhiên và tâm sinh mệnh trong người hồi phục thân thể. Không lâu sau, cơ thể hắn đã hồi phục 7-8 phần. Diệp Quân đứng dậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Trọng Thiên thứ tư, vẻ mặt khá nghiêm trọng, Nho Tiền Bối, thực lực của người kia cũng bị áp chế sao? Nho Uyên nói, đúng thế. Diệp Quân im lặng không nói. Bị trấn áp mà vẫn còn mạnh như thế, nếu không bị trấn áp thì thực lực còn đáng sợ thế nào? Nho Uyên bỗng nói, có người đang theo dõi cậu. Diệp Quân híp mắt, vừa định lên tiếng thì Nho Uyên lại nói, quanh đây có rất nhiều khí tức khá mạnh, hơn nữa đều theo dõi cậu bằng thần thức. Diệp Quân nói, tháp ra. Tiểu tháp run lên, giấu khí tức của Diệp Quân đi. Ủa? Một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên vang lên, như thể cảm thấy bất ngờ khi khí tức của Diệp Quân bỗng biến mất. Diệp Quân rời khỏi đó, hắn đến Trọng Thiên thứ ba, lúc này Nho Uyên xuất hiện trước mặt hắn. Nho Uyên trầm giọng nói, bên ngoài có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm theo cậu. Diệp Quân gật đầu, ta phải đến Trọng Thiên thứ tư lần nữa. Nho Uyên nói, nếu cậu muốn nói chuyện với ông ta thì ta, Toại Phong và Thiên Khải đi với cậu mới được. Diệp Quân nói, ta cũng có ý này, đi thôi. Nói rồi hắn dùng kiếm thanh huyên xuyên qua để đến Trọng Thiên thứ tư. Trong tầng mây, Diệp Quân nhìn đại điện màu đen ở cuối tầm nhìn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ba người Lý Toại Phong đều ở bên cạnh hắn, lúc này thực lực của ba người đã khôi phục 6-7 phần. Lý Toại Phong nhìn đại điện đó, hơi tò mò, không biết vị này đến từ thời đại nào. Thiên Khải khẽ nói, ta cũng rất tò mò, không biết tại sao ông ta lại tự nhốt mình ở đây. Nho Uyên nói, tự nhốt mình ở đây, có khi nào là vì có việc cần nhỉ? Mọi người đều nhìn Nho Uyên. Nho Uyên trầm giọng nói, nếu muốn chết thì không đến nỗi làm thế, nếu đã không phải muốn chết thì ông ta đến đây dĩ nhiên là có việc cần khác. Diệp Quân nói, muốn đại đạo. Nho Uyên gật đầu, hẳn là thế. Nói đến đây ông ta nhìn đại điện màu đen đó, nếu ông ta muốn đại đạo thì rắc rối đấy. Lý Toại Phong khẽ gật đầu, đúng thế. Cầu đại đạo. Đó chắc chắn không phải là điều mong muốn đơn giản. Nếu Diệp Quân muốn mời đối phương về đội mình thì phải thỏa mãn yêu cầu của đối phương, nhưng chắc chắn rất khó. Thiên Khải bỗng nói, hiện giờ chỉ là suy đoán của chúng ta, vẫn phải để cậu Diệp nói chuyện với ông ta trước. Nếu có thể đàm phán được thì tốt, nhưng nếu không thể thì hết cách rồi. Diệp Quân gật đầu, ta sẽ nói chuyện với ông ta. Nói rồi hắn bước lên trước. Nhưng lúc này Lý Toại Phong nói, để ta vậy. Ông ta tiến lên trước, sau đó chắp tay lại, các hạ, công tử nhà ta muốn nói chuyện với ngươi, không biết. Cút! Lúc này một giọng nói đầy tức giận vang lên từ trong đại điện đó. Thoáng chốc một sóng âm đáng sợ cuồn cuộn lao đến trước mặt mọi người. Lý Toại Phong giơ ngón tay lên, hai thanh phi kiếm bay ra. Vèo vèo. Sóng âm đáng sợ đó bị vỡ nát. Lúc này một bóng người bỗng lao lên trời từ trong đại điện đó, ngay tức khắc ông ta đã lao đến trước mặt mọi người. Diệp Quân biến sắc, khí tức này cực kỳ khủng khiếp, đã không còn giống khí tức của cường giả cảnh giới khai đạo rồi. Lý Toại Phong bật cười, bỗng tiến lên trước một bước, chỉ một bước thôi đã có vùng kiếm quang bỗng trào ra từ dưới chân ông ta. Chém! Lý Toại Phong vừa dứt lời, một tia kiếm quang vạn trượng bỗng rơi xuống, chém mạnh vào bóng người đó. Bóng người đó cũng không sợ, tung ra một quyền đỡ lấy. Ầm! Một tiếng nổ chói tai vang lên khắp xung quanh, sau đó một luồng uy lực còn sót lại của sức mạnh đáng sợ lan ra xung quanh. Thiên Khải và Nho Uyên chắn trước mặt Diệp Quân, hai người cùng vung tay lên, sức mạnh đó bị phá vỡ. Nhưng hai người vẫn lùi về sau cả trăm trượng. Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại, hắn nhìn một người đàn ông đang đứng cách đó không xa, người đàn ông này mặc bộ đồ đen như mực, mái tóc dài rất dài, cũng rối tung,
cả người trông có vẻ rất không bình thường. Hơi giống kẻ điên. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Quân. Người đàn ông đồ đen nhìn chằm chằm Lý Toại Phong, khàn giọng nói, đã phá được tù ấn đại đạo. Lý Toại Phong gật đầu, là Diệp công tử phá được. Người đàn ông đồ đen lập tức nhìn Diệp Quân, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân nhưng không nói gì. Mà Diệp Quân lại cảm thấy rùng mình. Lúc này Nhạo Uyên bỗng bước ra, các hạ, Diệp công tử muốn nói chuyện với ngươi. Người đàn ông đồ đen bỗng giơ tay phải ra, cho ta xem kiếm của ngươi. Nhạo Uyên nhíu mày, ông ta nhìn Diệp Quân, Diệp Quân im lặng một lúc rồi xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt người đàn ông đồ đen. Hắn không sợ đối phương lấy kiếm đánh trả lại, dù sao không được hắn trao quyền thì kiếm Thanh Huyên chỉ là một thanh kiếm bình thường thôi. Nhưng mấy người Nhạo Uyên lại không biết điều này, đều cực kỳ cảnh giác. Họ từng thấy sự lợi hại của thanh kiếm này của Diệp Quân, nếu thanh kiếm này rơi vào trong tay cường giả tuyệt thế quả thật là không chỉ đáng sợ thôi đâu. Người đàn ông đồ đen nhận lấy kiếm Thanh Huyên, nhìn chằm chằm kiếm một lúc lâu, ông ta nhắm mắt lại, người tạo ra kiếm này là gì của ngươi? Diệp Quân nói, người nhà. Người đàn ông đồ đen mở mắt ra nhìn Diệp Quân, đôi mắt dường như có thể xuyên thấu lòng người. Mặc dù Diệp Quân cảm thấy cả người hơi khó chịu nhưng vẫn rất bình tĩnh, không hề tỏ ra yếu thế mà nhìn thẳng vào đối phương. Người đàn ông đồ đen bỗng xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Diệp Quân, có thể nói chuyện. Có thể nói chuyện. Diệp Quân gật đầu, được. Người đàn ông đồ đen nói, đi theo ta, chỉ một mình ngươi. Nói rồi ông ta biến mất khỏi đó. Nhạo Uyên bỗng nói, bọn ta vào tiểu tháp. Nói xong, ba người quay lại tiểu tháp. Họ vẫn không yên tâm để một mình Diệp Quân đi theo người bí ẩn này, vì với thực lực bây giờ của Diệp Quân vẫn không thể nào đánh lại ông ta. Diệp Quân cất kiếm Thanh Huyên vào, cũng biến mất khỏi đó theo ông ta. Chẳng mấy chốc Diệp Quân đến trước đại điện màu đen đó, vừa bước đến trước điện, Diệp Quân đã cảm thấy cả người không ổn, cảm giác đó hệt như đang bước vào một hầm băng. Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn đám mây đen phía trên, trong đám mây đen vẫn thi thoảng có tiếng hét thảm thiết. Lúc này cánh cửa đại điện bỗng mở ra. Diệp Quân không chút do dự đi thẳng vào, sau khi đi vào đại điện, Diệp Quân sững sờ, mặc dù bên ngoài âm u lạnh lẽo nhưng bên trong đại điện lại rất ấm áp, không gian bên trong đại điện cũng không lớn, trên các bức tường xung quanh còn có treo vài hoa màu, ngô khô, ớt, cà tím và một ít thịt sông khói. Bên phải còn có hai cái lò sưởi bằng đất tựa vào tường, bên trái là hai cái giường gỗ, hai cái giường được đặt gần sát vào nhau, trên một chiếc giường trong đó có một bộ váy vải lanh, đã rất cũ, bên trên phủ đầy những mảnh vá, mà chiếc giường còn lại được phủ một chiếc chăn bông như thể có thứ gì đó ở dưới chiếc chăn bông. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân sửng sốt đứng đó. Người đàn ông đồ đen đi đến trước lò lửa, ông ta nhặt mấy khúc củi bỏ vào trong lò. Sau đó lấy một cây đuốc ra đốt mấy nhánh cây khô, sau đó bỏ vào trong bếp. Diệp Quân vẫn im lặng không nói. Mọi thứ đều rất bất thường. Người đàn ông đồ đen bỗng nói, người cứ ngồi tự nhiên. Diệp Quân gật đầu, hắn ngồi trên một cái ghế gỗ ở một bên, sau đó nói, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Người đàn ông đồ đen quay đầu lại nhìn Diệp Quân, được. Diệp Quân gật đầu, ta có kẻ thù rất mạnh là Ác Đạo Minh, bây giờ chúng đang ở bên ngoài, ta cần tiền bối giúp đỡ, ông đưa ra điều kiện, ta xem thử có thể thực hiện hay không. Người đàn ông đồ đen bỗng lấy mấy củ khoai ra rồi ném vào trong lò, sau đó lấy cho vùi nó lại. Diệp Quân nhìn người đàn ông đồ đen, chờ đợi. Người đàn ông đồ đen phủi bụi trên tay, sau đó nói, ta chỉ có một điều kiện. Diệp Quân gật đầu, tiền bối nói đi. Người đàn ông đồ đen nói, cứu một người sống lại giúp ta. Sống lại. Diệp Quân nhíu mày, là bị thương nặng hay là đã? Người đàn ông đồ đen nói, đã thần hồn tiêu tán. Diệp Quân lắc đầu, ta không làm được. Người đàn ông đồ đen gật đầu, nói thẳng, vậy ngươi đi đi. Diệp Quân lại nói, nhưng ta quen với một người. Có lẽ người đó có thể làm được. Hồi sinh. Hắn đang nói đến cô váy trắng. Khi người đàn ông áo đen quay lại,
Diệp Quân chỉ nói, nhưng ta không đảm bảo chắc chắn đâu nhé. Sở dĩ cô hồi sinh được là vì đám điện chủ của ác đạo thập điện vừa bị tiêu diệt, hơn nữa cũng không phải chuyển thế. Nếu người này muốn hồi sinh một người đã chuyển thế hoặc người đã hoàn toàn bị xóa sổ. Thế thì hồi cái gì được nữa? Người đàn ông hỏi lại, người tạo kiếm kia. Diệp Quân gật đầu, chính xác. Người đàn ông, ta có thể gặp mặt được không? Diệp Quân lắc đầu, cái này thì không. Người đàn ông, vì sao? Diệp Quân nhíu mày, thứ cho ta nói thẳng, bà ấy có lẽ không thèm gặp tiền bối đâu. Người đàn ông nhìn xoáy vào mắt hắn, hắn cũng không sợ sệt gì mà nhìn lại. Muốn gặp cô váy trắng à? Bà ấy rất tốt với hắn, nhưng hắn sẽ không lợi dụng lòng tốt này cũng như yêu cầu cô phải gặp ai đó. Người đàn ông lại hỏi, người có chắc người này có thể hồi sinh người khác? Diệp Quân lắc đầu, ta không đảm bảo bà ấy có thể hồi sinh một người đã chết đi quá lâu, nhưng cho dù có thể thì ta cũng sẽ ngăn cản, bởi vì chuyện này không liên quan gì đến bà ấy. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Hắn không hề xem việc cô đối xử tốt với hắn là chuyện đương nhiên, càng sẽ không phung phí lòng tốt ấy. Đây là chuyện của riêng hắn. Nếu hắn có thể giúp đỡ thì đương nhiên sẽ giúp, nhưng nếu không thì thôi. Đúng lúc hắn chuẩn bị rời khỏi đại điện, người đàn ông lại lên tiếng, người căn bản không muốn biết cảm giác hồi sinh một người, đi ngược đại đạo lại còn là pháp tắc đại đạo tối cao là như thế nào sao? Diệp Quân dừng bước, cong môi nói, ta biết tiền bối đang khích ta, nhưng thứ cho ta nói thẳng, pháp tắc đại đạo là cái thá gì với cô ta chứ? Rồi bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, thời không trước mặt hắn bỗng biến ảo, và hắn lại trở về trong đại điện. Diệp Quân nhíu mày nhìn người đàn ông. Ông ta chỉ đào hai củ khoai sọ ra từ trong bếp lò, thảy một củ sang cho hắn, thử xem. Diệp Quân không khách khí, lột vỏ nhấm nháp. Người đàn ông, thế nào? Diệp Quân gật gù, ngon đấy. Nhưng không kịp để người đàn ông mở miệng, hắn lại nói, lần sau đừng nướng nữa. Người đàn ông nhìn hắn một hồi rồi phá ra cười, ngươi là người thứ hai dám nói vậy với ta sau ngần ấy năm. Diệp Quân, tiền bối muốn gì cứ nói thẳng. Người đàn ông cắn một miếng khoai, nói, ngươi muốn nghe câu chuyện của ta chứ? Diệp Quân gật đầu, được thôi. Người đàn ông nhai nuốt một chập rồi mới kể, rất lâu trước kia, có một thiếu niên vốn là thiên chi kiêu tử, sở hữu tiên phách thiên đạo hiếm thấy. 12 tuổi, hắn gia nhập tông môn mạnh nhất vùng. Sư phụ đối đãi hắn rất tốt, xem hắn như tương lai cả tông. Nhưng năm hắn 13, tất cả thay đổi. Sư phụ dẫn hắn đến một gian phòng bí mật, rồi rút tiên phách thiên đạo của hắn. Nói đến đây, ông ta cười lên, cho đến lúc ấy, thiếu niên mới nhận ra lòng tốt của sư phụ là để đoạt lấy tiên phách mà thôi. Diệp Quân liếc sang, sau đó thì sao? Người đàn ông lại ăn một miếng khoai, nhưng sư phụ đã đánh giá thấp uy lực của tiên phách. Bị phản phệ tại chỗ. Thiếu niên bỏ chạy, nhưng vì đã mất đi một phách, thiên phú tu luyện lẫn tu vi của hắn cũng mất đi. Chết người hơn nữa là thiếu một phách nên hắn trở nên vô tri vô giác, như một đứa trẻ ngờ nghịch. Tông môn chỉ có thể đưa hắn về thôn làng xưa. Ông ta nhặt một cây gỗ, ném vào bếp lò, thiếu niên cả ngày ngơ ngác, không thể tự sinh hoạt hàng ngày. May mắn làm sao, hắn có một tỷ tỷ lớn hơn vài tuổi quan tâm chăm sóc. Cuộc sống xem như vẫn tốt, nhưng... Ông ta quay sang hỏi Diệp Quân, người biết lòng người độc ác cỡ nào không? Diệp Quân im lặng. Người đàn ông nói tiếp, thiếu niên từ thiên chi kiêu tử biến thành đứa trẻ si ngốc, người trong thôn thấy vậy thì hả hê cười nhạo. Con người là thế đó, giàu thì ghét, khó thì cười, yếu thì khinh. Ban đầu vẫn còn đỡ, nhưng khi họ nhận ra thiếu niên thật sự đã vô tri vô giác, thành một kẻ tàn phế hoàn toàn. Bèn bắt đầu tranh giành tổ trạch và ruộng đất với hai tỷ đệ kia. Hai đứa trẻ con làm sao thắng được người lớn bây giờ? Không bao lâu sau, ngôi nhà và ruộng đồng bọn họ dựa vào để sinh sống đều bị người trong thôn chiếm mất. Đến đây, ông ta hung tợn ngoạm một miếng khoai to, không nhà không ruộng, biết sống làm sao bây giờ? Nhất là khi đệ đệ còn thiếu một phách, ngu ngơ không biết gì. Một tối nọ, hai tỷ đệ ngủ ngoài ruộng giữa đất trời đen nhánh. Tỷ tỷ ôm đệ đệ run rẩy vì sợ hãi.
Diệp Quân lặng lặng lắng nghe. Người đàn ông, không có nhà còn có thể ngủ ngoài ruộng, nhưng không có thức ăn thì làm sao mà sống. Sau hai ngày nhịn đói, tỷ tỷ buộc đệ đệ vào một thân cây, một mình đi vào thôn. Đến sập tối mới trở về, mang theo thức ăn. Đôi mắt ông ta nhắm lại, kể từ đó, mỗi lần tỷ tỷ đi rồi về đều sẽ mang theo thức ăn, lại còn có đàn ông chủ động mang thức ăn đến tìm. Hơn nửa năm sau, thiếu niên dần khôi phục thần trí. Khi biết chuyện này, kẻ tâm cao khí ngạo như hắn làm sao chịu được những chuyện hắn cho là bẩn thỉu ấy. Hắn tát tỉ tỉ, mắng nàng hạ lưu. Người đàn ông dừng lại, đầu rũ xuống. Diệp Quân giữ im lặng. Một hồi sau, ông ta lại lên tiếng, rồi tỉ tỉ chết. Chết trong tay lũ đàn bà trong thôn. Bọn chúng chửi nàng, đánh nàng đến mất mạng. Trước khi tắt thở, nàng còn nắm tay thiếu niên dặn dò, nhất định phải thành công. Thành công sao? Diệp Quân liếc nhìn người đàn ông, tiếp tục im lặng lắng nghe. Ông ta im lặng một hồi lâu mới tiếp tục, thiếu niên mai táng tỉ tỉ rồi rời khỏi thôn, rất lâu sau mới trở lại, đào mộ lên rồi mang hài cốt tỉ tỉ đi. Ông ta đứng dậy, đi đến trước một chiếc giường rồi lật tấm chăn lên, để lộ một bộ hài cốt trong suốt như ngọc bên dưới. Người đàn ông ôn tồn vuốt ve phần xương cổ tay trắng hếu với những ngón run run, khàn giọng nói, hắn mang hài cốt đi, bắt đầu bước lên con đường cầu đạo. Nhiều năm sau, thiếu niên đã vô địch thế gian nhưng vẫn không thể nghịch chuyển quy luật sinh tử của đại đạo. Hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng tìm được đại đạo hiện hữu, cũng biết rằng chỉ khi đánh bại nó mới có thể đảo ngược thời gian, hồi sinh tỉ tỉ. Đôi mắt ông ta khép lại, nhưng đại đạo mạnh quá, thiếu niên có tu luyện đến đâu cũng không thể đột phá giới hạn để lay chuyển nó. Nhưng hắn không từ bỏ mà ở lại nơi đại đạo này, ngày nào còn chưa chiến thắng thì sẽ không rời đi. Diệp Quân âm thầm thở dài trong lòng. Người đàn ông lại nói, ta sống không được bao lâu nữa. Diệp Quân ngạc nhiên nhìn sang. Chỉ thấy ông ta vươn tay, để lộ những vết nứt đen kỳ lạ với một thứ sức mạnh không rõ đang chuyển động bên trong. Nhiều năm qua ta vẫn luôn giao thủ với đại đạo nên bị nó trừng phạt, thọ mệnh đang không ngừng trôi qua. Rồi ông ta nhìn Diệp Quân, lúc mới gặp mặt. Nếu ta không nương tay thì ngươi đã không đi được bằng chính thực lực của mình rồi. Diệp Quân gật đầu, ta biết, tiền bối làm vậy là vì kiếm kỹ của ta. Người đàn ông, phải. Rồi ông ta thu bộ hài cốt vào một chiếc nhẫn không gian, đi đến đưa nó cho Diệp Quân. Hắn không nhận. Người đàn ông nói, ta chưa từng nghĩ đến việc hồi sinh tỷ ấy, chỉ muốn đi tìm xem tỷ ấy hiện đã chuyển thế hay bị đại đạo xóa bỏ rồi. Nếu là cái trước, thì muốn nhìn xem tỷ ấy có sống tốt hay không, nếu là cái sau. Hy vọng ngươi có thể giúp ta cầu xin người đứng sau mình, liệu có thể nghịch chuyển pháp tắc đại đạo, cho tỷ ấy một cơ hội sống lại. Sau một hồi im lặng, Diệp Quân mới nói, ta không dám hứa hẹn gì, nhưng nếu ta gặp cô thì sẽ xin thử xem. Người đàn ông gật đầu, cảm ơn. Diệp Quân đưa hai tay nhận chiếc nhẫn, hỏi tiền bối xưng hô thế nào. Người đàn ông, A tỷ từng gọi ta là Tiểu Ung, thế nhân gọi là Ung Đế. Diệp Quân tò mò hỏi, ban nãy lúc đi vào ta nghe có tiếng thét vọng tới. Ung Đế, là người trong thôn năm đó. Diệp Quân gật gù, còn muốn nói nữa thì ông ta lại đưa một chiếc nhẫn khác sang, dạo gần đây có khá nhiều người bên ngoài tiến vào, đều bị ta giết. Đây là nhẫn của họ, còn thêm một ít của cải của ta, cho ngươi hết. Diệp Quân chần chừ một hồi rồi nói, đa tạ. Hắn thu nhẫn vào rồi lại hỏi, tiền bối định đi ngay sao? Người đàn ông lắc đầu, ta nán lại thêm một chút. Diệp Quân, được rồi. Rồi xoay người rời đi. Lại nghe người đàn ông dặn dò phía sau, đừng lên trên nữa. Diệp Quân thắc mắc, vì sao? Người đàn ông, người nơi đó tâm thuật bất chính. Nếu y biết về thần vật ngươi có thì sẽ nổi lòng tham muốn chiếm lấy, khi ấy càng thêm phiền toái. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu. Rồi xoay người rời đi. Lại nghe người đàn ông nói, để tên mạnh nhất lại cho ta. Diệp Quân gật đầu, ra khỏi đại điện. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, vẫn nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết trong tầng mây đen. Hắn khẽ lắc đầu rồi rời khỏi trọng thiên thứ tư. Ở bên ngoài.
Diệp Quân trở về tiểu tháp, nhìn vào chiếc nhẫn mà người đàn ông đưa cho, đếm được có gần 10.000 tổ mạch bên trong. 10.000. Diệp Quân đã hết hồn khi nhìn thấy con số này rồi, vậy mà bên trong còn có thêm mấy nghìn viên tinh thể vĩnh hằng. Mấy nghìn viên? Lời to. Diệp Quân mừng rỡ, đây là hai thứ hắn đang thiếu nhất trong công cuộc mời chào cường giả. Có những thứ này trong tay, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Ấy. Bỗng hắn lấy ra một quyển sách cổ với dòng chữ đạo diệt thần quyền. Hắn vừa mở ra, nó đã hóa thành một tia sáng chui vào đầu. Ác quyền đắc đạo, xuất quyền diệt đạo. Sắc mặt hắn dần đanh lại khi nhận ra đây là quyền pháp có uy lực và sát ý mạnh nhất hắn từng gặp qua. Nó chỉ có một mục đích duy nhất, diệt đạo. Tiêu diệt đại đạo hiện hữu. Nhưng nó không hợp với hắn, mà hắn cũng không muốn luyện quyền đạo. Ôm đồm nhiều quá lại không trôi, bây giờ hắn chỉ muốn chú tâm luyện kiếm đạo mà thôi. Với lại quyền pháp này cũng yêu cầu rất cao về thần hồn, mà thân xác hẳn cũng đủ để gánh vác yêu cầu ấy. Quả là một thứ quyền pháp cực đoan. Thế là Diệp Quân đưa nó cho Ngao Thiên Thiên, bản thân Long tộc đã có thân xác rắn giỏi, vô cùng thích hợp để tu luyện quyền pháp này, lại còn có thể đề cao uy lực. Hắn thu hồi suy nghĩ, nhìn lên trọng thiên thứ 5. Vốn muốn lên nhìn thử xem, nhưng cuối cùng lại thôi. Bởi vì đi bây giờ không khác gì chịu chết. Trước mắt vẫn nên mời chào thêm cường giả thì hơn. Đúng lúc Diệp Quân xoay người định đi, bỗng có tiếng bước chân vang lên sau lưng. Hắn quay lại, thấy một tăng nhân khoác tăng bào màu đen chậm rãi bước tới. Chính là Ám Tăng. Ông ta chắp tay nói, A-di-đà Phật. Theo đó là thần lực sóng âm tràn vào não Diệp Quân khiến hắn cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, vội vàng nắm hai tay lại. Quỳnh! Kiếm ý bùng nổ từ trong cơ thể hắn, đẩy sóng âm ra ngoài. Ám Tăng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy thanh niên này có thể hóa giải Phật âm độ thế pháp của ám Phật tự. Nhưng ông ta vẫn ôn hòa nói, Diệp Thí Chủ, đạo đế mời ngươi đến một chuyến. Mời con mẹ mi. Lửa giận bốc lên, Diệp Quân lập tức rút kiếm chém ra. Ám Tăng nheo đôi mắt chứa sát ý lại, tội nghiệt. Quỳnh. Phật quang màu đen lao ra từ trong cơ thể ông ta. Nhưng nó vừa tiếp xúc với kiếm thanh huyên thì đã vỡ nát. Kiếm khí cuồn cuộn ập đến đẩy Ám Tăng lui lại gần nghìn trượng. Khi dừng lại, một thanh kiếm đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng ông ta. Ám Tăng nhíu mày, niệm thầm trong lòng, Phật tí. Quỳnh! Phật quang đen tuyền bao trùm lấy ông ta, đẩy văng nhát chém kia đi. Diệp Quân lại xuất hiện trước mặt ông ta, vung kiếm chém xuống. Choang! Phật quang bị kiếm thanh huyên chém nát, Ám Tăng lại bị đánh bay. Hàng chục thanh phi kiếm đuổi theo ông ta từ bốn phía. Ám Tăng lộ vẻ giận dữ, vung tay lên làm động tác. Sau đó, một bàn tay Phật khổng lồ vươn ra từ trong cơ thể ông ta. Rắc! Vô số kiếm quang bể tan tành. Đất trời bỗng nhòe đi. Ám Tăng sửng sốt, sau đó biến sắc, hốt hoảng kêu lên, ngươi! Ông ta vừa nói vừa lùi lại khi nhận ra mình đã bị mất 500.000 năm thọ mệnh. 500.000 năm! Cái quái gì đây? Diệp Quân lại vung kiếm. Đồng tử Ám Tăng rụt lại, tiếp tục mất đi 500.000 năm. Gương mặt ông ta già đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, hai hàng lông mày ngả sang màu trắng. Ám Tăng hốt hoảng. Diệp Quân lại vung kiếm, lần này có bảy giọng nói vang lên xung quanh, A-di-đà Phật. Đồng tử hắn rụt lại, xoay người vung kiếm. Xoẹt! Mũi kiếm thanh huyên có sức mạnh bí ẩn hình ngọn lửa đang bốc cháy. Quỳnh! Diệp Quân bị thứ sức mạnh này đánh bay đi mấy nghìn trượng. Khi vừa dừng lại, một ấn chữ vạn màu đen mang theo hàng loạt Phật quang giáng xuống với sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hắn ngẩng đầu, tung kiếm thanh huyên lên. Rầm! Chữ vạn vỡ nát thành vô số Phật quang bắn tung tóe khắp nơi. Diệp Quân vươn tay phải, khép ngón tay làm động tác chém về phía bảy tăng nhân. Kiếm thanh huyên hóa thành kiếm quang vạn trượng lao tới che lấp bầu trời. Các tăng nhân không dám xem thường, cùng bước tới trước, miệng niệm Phật hiệu.
Phật quang đen dài vạn trượng xuất hiện che lấp bầu trời. Kiếm Thanh Huyền và Phật quang va chạm. Uỳnh. Phật quang vỡ tan, nhưng Diệp Quân cũng bị đẩy lui mấy nghìn trượng. Khi vừa dừng lại, thời không phía sau hắn chấn động, một tăng nhân đánh úp từ sau lưng. Chính là Ám Tăng. Diệp Quân nắm tay lại, thả ra hàng loạt kiếm quang hình thành từ kiếm ý. Đùng đoàng. Tiếng nổ vang lên khắp nơi. Diệp Quân và Ám Tăng đồng thời lui lại. Trận chiến hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều cường giả. Khi thấy một trong hai bên là Diệp Quân thì cũng hoảng hốt. Ai nấy đều biết hắn đang bị Ám Đạo Minh truy nã. Nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến vậy. Sửng sốt nhất là Thiên Võ Tân đang nấp trong bóng tối. Cô ta không ngờ rằng một người chỉ có 10 phần thần tính như Diệp Quân lại đáng sợ như vậy, bình thường thì vốn không phải là đối thủ của cảnh giới khai đạo mới đúng. Vậy mà hắn đánh với 8 người, còn có thể trụ lâu như vậy. Chú ý đến kiếm Thanh Huyền trong tay hắn, Thiên Võ Tân cười mỉa, thì ra là nhờ thanh thần kiếm này. Trong quán rượu, Đạo Đế ngồi cạnh cửa sổ cười hỏi, tiên lão thấy tên Diệp Quân này được chứ? Ông lão áo đen kế bên ông ta chỉ nói, nếu không có thanh kiếm đó thì hắn đã bỏ mạng từ lâu rồi. Đạo Đế cười, không có nó, hắn không thua Ám Tăng. Có nó, Ám Tăng một mình đánh với hắn, 8/9 phần 10 sẽ mất mạng. Ông ta liếc nhìn kiếm Thanh Huyền, lại nói, nó đúng là thú vị đấy. Ánh mắt tiên lão lóe lên, vậy ta đi. Đạo Đế lắc đầu, nhìn 9 kiếm tu đang đứng ở một bên, tu pháp. Ngươi và hắn đều là kiếm tu, hay đi tỉ thí thử xem. Nếu giết được hắn, thanh thần kiếm đó là của ngươi. Kiếm tu tên tu pháp bước ra, ánh mắt nhìn kiếm Thanh Huyền đầy thèm khát. Nhưng khi giả định dùng phi kiếm trong hộp giết Diệp Quân, lại nghe Ám Tăng la lên ở trên cao, cấm các ngươi ra tay. Hôm nay lão nạp phải vặt đầu hắn xuống luyện thành cái mõ. Bắt đầu bùng nổ, cho mù mắt lũ các ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 92.